Nhân kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, sáng nay thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức tòa đàm thành phố Đà Nẵng 25 năm, thành tựu và triển vọng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng chủ trì tòa đàm. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Lê Trường Lưu, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đại diện các bộ ngành trung ương, đại diện các cơ quan nước ngoài tại thành phố cùng các chuyên gia, nhà khoa học tên tuổi trong cả nước. Phát biểu khai mạc tòa đàm, Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận 25 năm qua, từ khi trực thuộc Trung ương đến nay, Đà Nẵng đã vượt qua nhiều gian khó, đạt được nhiều thành tựu trên các mặt công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng được một thương hiệu Đà Nẵng không chỉ là điểm đến hấp dẫn về du lịch, đầu tư, mà còn là thành phố năng động, sáng tạo, dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, là thành phố an bình, giàu đẹp và văn minh. Đây là những nền tảng quan trọng để Đảng bộ chính quyền và nhân dân Đà Nẵng tiếp tục vượt qua những thách thức trong tình hình mới, phát triển tương xứng với tiềm năng và vị thế của thành phố. Những kết quả đáng tự hào của chặng đường 25 năm qua đó là công sức của bao thế hệ lãnh đạo, cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố. Đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tạo điều kiện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các ban bộ ngành trung ương có đó đã cho thành phố có nhiều bài học kinh nghiệm cho sự phát triển trong thời gian tới. Đó là coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm khắc phục sai lầm, khuyết điểm để nỗ lực vươn lên, tranh thủ được sự hỗ trợ của trung ương, luôn kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, đặt lợi ích của người dân nhà nước lên trên hết, trước hết và phát huy được sức mạnh của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp. Phát biểu tại tòa đàm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh cho biết, tình hình thành phố thời gian qua phát triển cơ bản ổn định, thu hút nhiều nguồn lực và duy trì tốc độ tăng trưởng khá, môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện. Ba đột phá về phát triển kinh tế xã hội đạt kết quả khá rõ nét. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội của thành phố. Bằng sự chỉ đạo kịp thời của chính phủ, sự giúp đỡ của ngành y tế và sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, thành phố đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt sáng tạo để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, duy trì được các hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt trong điều kiện bình thường mới. Sự thay đổi có thể nhìn thấy rõ nét nhất của thành phố trong 20 năm qua chính là đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị với quan điểm lấy đầu tư hạ tầng là khâu đột phá làm cơ sở cho sự phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của thành phố hàng loạt các dự án các khu đô thị khu dân cư mới trung tâm hành chính tuyến đường giao thông mới được hình thành và mở rộng các khu nhà trọ bên sông hàng được giải tỏa những cây cầu lần lượt bắc qua sông, những tuyến đường văn biển mở ra, những không gian hướng biển mới mẻ nhằm khai thác những thế mạnh tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho thành phố chúng ta. Tham gia tòa đàm, nhiều đại biểu đã trình bày tham luận với các nội dung về tăng cường xây dựng chính đốn đảng, những bài học kinh nghiệm và định hướng phát triển kinh tế, xã hội thời gian đến, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thành phố thông minh, du lịch, y tế, văn hóa, xã hội. Ngày nay trước nhiệm vụ vẻ vang mà nhân dân thành phố giao cho, Đảng bộ phải nâng cao tầm nhìn và năng lực lãnh đạo của mình để thích ứng với nhiệm vụ mới. Nhưng cũng đừng cố đi tìm những cái mới trong khi nhiều việc phải làm thường xuyên, nhiều chủ trương hướng dẫn của Trung ương của thành ủy chưa được làm tốt. Đà Nẵng có nhiều nghị quyết định hướng của Trung ương, hãy bám vào đó, làm cho tinh thần nội dung nghị quyết thấm sâu trong mỗi tổ chức, trong từng cán bộ đảng viên và người dân, từ đó tìm ra hóa giải, từ đó tìm ra giải pháp hóa giải mục tiêu nhiệm vụ thành chương trình kế hoạch để thực hiện sáng tạo với quyết tâm cao. Tôi coi rằng đấy đối với Đà Nẵng là cái sự thay đổi đẳng cấp mới là chính yếu. Mà những cái bức ảnh, những cái 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 gọi là những cái 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 tọa độ mà thay ra đổi thị của Đà Nẵng nó mới khẳng định rằng là cái thay đổi của Đà Nẵng đấy, cái khái niệm phát triển đấy mới là cái điểm chính yếu nhất và chúng ta thấy rất rõ là trong cái hiện diện của Đà Nẵng ngày hôm nay mà so với 25 năm trước. Tòa đàm lần này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh giá lại những thành tựu nổi bật của Đà Nẵng trong 25 năm qua, đồng thời tìm ra những triển vọng phát triển mới để Đà Nẵng tiếp tục phát triển nhanh, mạnh và vững chắc, hoàn thành mục tiêu nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.